quyển sách có tên là Hành trình về phương Đông. Người đang ở xa nên là có một cái quyển sách bỏ túi nhỏ nhỏ như thế này nè, rất là tiện. Đọc một chút về, xin chào các bạn, đọc một chút về tóm tắt để chúng ta hình dung câu chuyện nhé. Hành trình về phương Đông mở ra một chân trời mới để Đông Tây gặp nhau, để khoa học minh triết hội ngộ, để hiện đại cổ xưa giao duyên, để đất trời là một. Thế giới vì vậy đã trở nên hài hòa hơn, rộng mở, kỳ diệu hơn và do đó nhân văn. Do đó nhân văn hơn. Hành trình về phương Đông kể về những trải nghiệm của một đoàn khoa học gồm các chuyên gia hàng đầu của Hội Khoa học Hoàng gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về huyền học và những khả năng siêu nhiên của con người. Suốt 2 năm trời rong ruổi khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều pháp thuật, nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí lừa đảo của nhiều pháp sư, đạo sĩ. Họ được tiếp xúc với những vị chân tu thông thái, sống ẩn dật ở thị trấn hay trên rặng tuyết sơn. Nhờ thế, họ được chứng kiến, trải nghiệm, hiểu biết sâu sắc về các khoa học cổ xưa và bí truyền của văn hóa Ấn Độ như yoga, thiền định, thuật chiêm tinh, các phép dưỡng sinh và chữa bệnh, những kiến thức về nhân duyên, nghiệp báo, luật nhân quả, cõi sống và cõi chết. Chào các bạn, Ngân không có bán sách ạ. Ngân chỉ chia sẻ với các bạn thôi. Dạ, Ngân có đọc Tony buổi sáng. Cảm ơn mọi người ạ. Có nghĩa là đây là câu chuyện về một hành trình mà những chuyên gia hàng đầu của Hội Khoa học Hoàng gia Anh được cử sang Ấn Độ để làm những cái nghiên cứu về những cái hiện tượng siêu hình huyền bí. Và nếu như các bạn ai đó tin là thế giới này có những cái hiện tượng siêu nhiên, những cái mà con người của chúng ta chưa có thể với chạm được, thì quyển sách này là một quyển sách mà chúng ta có thể đọc để từ đó chúng ta tìm sang những cái quyển sách khác chuyên sâu hơn. Cảm ơn mọi người thức khuya ha. Ở trong này là những cái câu chuyện mà đoàn nhà khoa học này gặp những nhân vật, ban đầu thì họ cũng không tin nữa, nhưng mà sau đó thì họ gặp những vị chân tu, những vị mà khiến cho họ phải thay đổi cái cách nhìn của mình. Và mỗi cái câu chuyện, mỗi cái người chân tu mà đoàn người này gặp á, mình sẽ có một cái phần khác nhau. Tuy nhiên là anh thấy sẽ có những cái phần mà nó đi lòng vòng á. Thực ra nó là một cái câu chuyện, thì khi mà mình nghe câu chuyện mình sẽ dễ tiếp thu kiến thức hơn. Nhưng mà trong thời lượng có hạn thì Kim Ngân sẽ chọn đọc ra một số phần là những cái lời của những vị chân tu này, để từ đó chúng ta sẽ rút ra được những thông điệp dành riêng cho mình ha. Dạ, có một số bạn đã đọc rồi á, quyển sách này khá hay. Đúng rồi, mọi người có thể tìm hiểu thử. Mình sẽ đọc một đoạn, là một cái đoạn đối thoại của đoàn khoa học gia với lại Babu, là một nhà chiêm tinh học. Ngân bỏ qua những cái đoạn râu ria ha. Ở đây là trích một đoạn hội thoại, một đoạn của vị chân tu này. Babu ngưng nói, đưa mắt nhìn về sông Hằng. Bên kia bờ sông là một câu lạc bộ với những ánh đèn màu cùng tiếng nhạc dập dìu. Ông thở dài. Đó là nơi hội họp của một hội đồng thương mại. Hội này quy tụ toàn các thương gia, các bậc thượng lưu, trí thức, giàu có bậc nhất thành phố này. Tuần nào họ cũng hội họp ăn uống, đa số đều đã ngoài 60, nhưng mà vẫn còn ham vui. Cơ thể họ đã suy nhược, nhưng lòng hưởng thụ vật chất còn mãnh liệt. Họ tụ tập nhau để nói chuyện mưa gió, thời tiết, thú vui đời người.
Không ai ý thức được rằng chỉ lâu nữa ai cũng phải từ giã cõi trần. Nghe họ vui đùa, tưởng như họ có thể lột da như giống rắn để sống mãi mãi như thế. Web Tony buổi sáng giờ không? Không phải à? Ngân chỉ đọc quyển, Ngân có đọc quyển Tony buổi sáng ở trên kho sách nói.com.vn thôi. Và Bù nhìn lên bầu trời đầy sao và trầm ngâm. Mọi vật trong vũ trụ đều quân bình tuyệt đối, không dư, không thiếu, từ hạt bụi bé nhỏ đến những dãy thiên hà vĩ đại. Đời người quá ngắn và luôn bị lôi cuốn vào sinh hoạt quay cuồng. Đâu mấy ai ý thức được sự phung phí hôm nay dọn đường cho sự đau khổ ngày mai. Tất cả chỉ là những ảo ảnh chập chờn, thế mà người ta cứ coi như thật. Sách Hành Trình Về Phương Đông à, hơi triết lý một chút, cho một buổi tối khá là trẻ. Nếu biết thức tỉnh quan sát, ta có thể học hỏi biết bao điều hay. Tiếc rằng khi đắc thời, người ta quên đi quá khứ rất nhanh. Chỉ trong đau khổ, nhục nhã, ê chề mới chịu học. Có thể đó cũng là lý do luôn luôn có các biến động vô thường thúc giục con người học hỏi. Ông nghĩ rằng con người sẽ học hỏi trong đau khổ? Đó là một câu hỏi ha. Babu thở dài. Đúng thế, người ta có tính hay quên, nên cứ phải học đi học lại cái bài học khổ. Chỉ khi bị khổ sở, bị đàn áp, tự do bị chà đạp, con người mới quay về với niềm hy vọng cuối cùng là đức tin. Khi sung sướng, ít ai nghĩ đến việc tu thân cầu giải thoát. Khi cơ thể bệnh hoạn, ta mới thấy khỏe mạnh là hạnh phúc. Khi bị tù đày, ta mới thấy giá trị của tự do. Tiếc rằng khi khỏi bệnh, ta không ý thức nguyên nhân đã gây nên bệnh đó, mà lại tiếp tục một đời sống như trước. Do đó ta cứ bị bệnh hoài. Các bạn có nghe tiếng gì không? Ở ngoài mọi người đang đi bão. Nhưng con người cũng học hỏi rất nhiều và đã có tiến bộ lớn lao. Bà Bù ngắt lời. Các ông gọi như thế nào là tiến bộ? Trên phương diện vật chất, con người ta đã tiến bộ chút ít so với những thế kỷ trước. Nhưng phương diện tinh thần vẫn nghèo nàn như xưa, chả tiến được chút nào. Bằng cớ là họ vẫn tiếp tục các lỗi lầm quá khứ. Ông muốn nói đến chiến tranh ư? Bà Bù im lặng nhìn lên bầu trời đầy tinh tú, ngẫm nghĩ một điều gì. Toàn thể mọi người im lặng chờ đợi. Sau cùng, giáo sư Allen lên tiếng. Giáo sư Allen là một trong những nhà khoa học ở trong đoàn người này nhé. Theo ông thì hòa bình có thể thực hiện một ngày gần đây không? Bà Bù mỉm cười trả lời. Các ông nghĩ rằng với khả năng bé nhỏ của tôi mà có thể biết hết được ư? Từ khi con người có mặt trên trái đất này, đã có hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác. Chiến tranh có bao giờ chấm dứt được? Thực ra, chiến tranh chỉ là sự biểu lộ trạng thái bên trong chúng ta, là sự phóng đại các động tác hàng ngày của chúng ta. Sở dĩ mỗi ngày nó một trầm trọng hơn là do kết quả các hoạt động kỹ nghệ và óc sáng tạo của con người. Chiến tranh không thể chấm dứt nếu các nguyên nhân gây nên cuộc chiến vẫn còn. Nếu có một cây cổ thụ thật lớn và ta muốn tiêu diệt nó, ta không thể leo lên vặt hết lá cây được. Vặt lá này, nó lại mọc lá khác, phải không các bạn? Cách duy nhất là đốn tận gốc rễ. Nguyên nhân chiến tranh bắt nguồn từ cách tham vọng, giận dữ, oán hận, đầu óc quốc gia, bộ lạc, tinh thần, phe phái, đố kỵ, ganh ghét, vân vân. Tận diệt được các thói xấu này là chấm dứt chiến tranh. Phương pháp duy nhất là làm một cuộc cách mạng trong tâm hồn. Chỉ khi nào loài người ý thức điều này và thay đổi quan điểm sống, xóa bỏ lòng thù hận, thì họ sẽ thấy bình an. Tiếc rằng
Ai cũng chỉ nhìn thấy sự sai quấy nơi người khác, nên mới có tình trạng ngày nay. Hòa bình và thiện chí cần đi đôi với nhau, nên không ai có thể thực hiện hòa bình khi lòng còn đầy oán ghét, ghen ghét, muốn bóc lột kẻ khác để mưu lợi cho cá nhân mình hay phe phái mình, tất cả các hội nghị, các mưu tính để mang lại hòa bình cho nhân loại đều thất bại vì con người không chịu thực hiện hòa bình ở chính mình. Bà Bù mỉm cười nhìn tất cả mọi người một lúc rồi trầm giọng. Các ông đều biết Alexander Đại Đế, người đã chinh phục thế giới, trong việc xây dựng hòa bình cho Hy Lạp, ông đã càn quét, tiêu diệt tất cả những nước láng giềng có thể đe dọa xứ sở của ông. Rồi cứ thắng xong trận này, lại phải lo đến trận khác. Và cuộc chiến tranh để mang lại hòa bình cứ kéo dài. Alexander là một người thông minh, theo học với hiền triết Aristotle. Khi lên ngôi hoàng đế, ông đã tâm sự với thầy: con sẽ chiến thắng Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Aristotle hỏi: rồi sao nữa? Alexander suy nghĩ: sau đó con có thể ngủ một cách bình an. Aristotle mỉm cười: con hỏi, tại sao con không ngủ bình an ngay đêm nay có hơn không? Bà Bù kết luận: tôi nghĩ con người cần đặt cho mình một câu hỏi tương tự. Hãy quan sát lòng mình một cách thành thật xem mình thực sự muốn gì. Chúng ta muốn bình an hay kích động? Phải chăng chúng ta đều náo nức muốn cái gì? Mỗi buổi sáng, chúng ta vội vã cầm lấy tờ báo để tìm các tin tức sôi nổi nhất. Nếu không có tin tức gì về chiến tranh, thiên tai, xáo trộn, khó khăn kinh tế, thì chúng ta vứt tờ báo xuống đất và than rằng chẳng có gì đáng xem cả. Có phải thế không? Chúng ta muốn sống yên ổn, không thích xáo trộn, nhưng rất thích thú nghe nói về các sự xáo trộn của kẻ khác. Chúng ta dành nhiều giờ để bàn cãi sôi nổi về người này, người nọ, chê bai ông này, giễu cợt bà kia. Phải chăng chúng ta vẫn làm thế? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại làm thế không? Lòng ta còn ham tiền bạc, danh vọng, địa vị, sức khỏe và chỉ cầu bình an cho chính mình thôi, nên chẳng bao giờ thỏa mãn. Nếu ai có hỏi thì ta cũng sẽ chối quanh như Alexander Đại Đế, chỉ xin một giấc ngủ bình an mà thôi. Giấc ngủ bình an nào có khó, nào có xa xôi dịu vợi, tốn công nhọc sức mới có. Làm sao ta có thể lao đầu vào vật chất phù du, xây dựng danh vọng địa vị, thỏa mãn cái phàm ngã hữu hình hữu hoại, đồng thời tìm sự bình yên, yên tĩnh? Chính các điều trên đã phá vỡ sự yên tĩnh sung mãn của nội tâm ta. Phiền não là do chính ta tạo nên, chứ đâu phải hoàn cảnh, phải không các bạn? Ngày hôm nay, chúng ta đã nói chuyện rất lâu rồi, các bạn sẽ còn trải qua một hành trình dài, gặp gỡ nhiều bậc danh sư hiền triết. Tôi chúc các bạn tìm được niềm an tĩnh của tâm hồn. Rồi, đó là đoạn hội thoại giữa Babu, một vị chiêm tinh học, và đoàn khoa học gia. Chúng ta rút ra được bài học gì sau đoạn đối thoại vừa rồi không ạ? Chiến tranh không phải chỉ là hiện nay ở Việt Nam ha. Không phải là chúng ta nói đến chiến tranh là giống như ngày xưa, chiến tranh bằng vũ khí giữa nước này với nước khác, mà hiện nay vẫn đang có những chiến tranh xung quanh cuộc sống mà chúng ta tưởng nó đang an bình, là chiến tranh khi chúng ta có những sự đố kỵ giữa người này với người khác, hay chính bản thân chúng ta vẫn có những điều mâu thuẫn trong tâm hồn mình, là sự đấu tranh giữa thiện và ác, giữa giới định tuệ, đạo đức, trí tuệ, nghị lực và tham sân si trong chính mỗi con người. Và trong cuộc chiến đó thì
bên nào thắng là do chính chúng ta lựa chọn. Tiếp theo là một đoạn hội thoại nữa của đoàn khoa học gia. Và Mahayasa. Đoạn này nói về một vị thần. Chúng ta xông pha trong cuộc đời với ý niệm cho rằng ta có thể tìm hạnh phúc trong cõi đời. Cho đến lúc gần đất xa trời, nhiều người cũng không buồn hỏi rằng ý niệm đó có đúng không. Thật sự là chúng ta chẳng bao giờ chịu ngừng lại để suy nghĩ. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng mình gần đạt được những điều mình mong mỏi. Chúng ta chỉ chịu dừng chân khi nào bị cuộc đời hắt hủi, giày vò. Ramakrishna cho rằng, Ramakrishna là một vị đã đạt thành rồi nha các bạn. Tôi không nhớ rõ. Ở đây gọi là Đức Ramakrishna. Ramakrishna cho rằng đó là việc dĩ nhiên và giải thích bằng giấc mộng. Trong giấc mộng, nếu ta chỉ gặp những điều thích thú, chúng ta vẫn mơ mộng mãi và chỉ giật mình tỉnh giấc khi gặp những chuyện đau buồn. Một cuộc đời êm đẹp không tiện cho sự suy tư về các vấn đề quan trọng. Nhưng nếu là mộng thì chắc chắn cũng phải có lúc tỉnh. Trong nhiều năm ròng rã, chúng ta cố tìm hạnh phúc và nhiều lần tưởng đã đạt được nó để hưởng một cách lâu bền. Nhưng lần nào ta cũng thất vọng. Con người của chúng ta luôn luôn mong cầu hạnh phúc mà, đúng không? Và khi mà chúng ta tưởng chừng như đã có được hạnh phúc, rồi hạnh phúc đó là những cái hạnh phúc mà chúng ta có được từ những yếu tố bên ngoài đó, rồi sau đó vì một lý do nào đó nó mất đi, thì chúng ta trở nên tuyệt vọng. Chúng ta tiếc nuối những điều mà nó làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu. Sau đó, ta lại tiếp tục chạy theo ảo ảnh đó như trước. Nếu biết dừng chân suy nghĩ, ta sẽ thấy chúng ta đuổi theo hạnh phúc, nhưng không hề biết đến bản chất thực sự của nó, và không biết phải dùng phương tiện nào để đạt được nó. Hãy thử tìm hiểu thế nào là hạnh phúc. Ai cũng biết đặc tính của hạnh phúc là thường hằng, nghĩa là nó ở mãi với ta. Suốt đời ta lúc nào cũng vui sướng, tươi tắn. Nhưng tất cả những gì cuộc đời mang lại cho ta đều vô thường. Chỉ có những khoái cảm nhất thời, chứ có gì lâu bền đâu. Vì khoái cảm nhiều và đến với ta như dòng nước chảy, chúng ta tưởng nó là hạnh phúc và kết luận rằng bao giờ dòng khoái cảm đó còn tiếp tục với ta thì chúng ta còn được hưởng hạnh phúc. Suy gẫm kỹ thì khoái cảm chẳng qua chỉ là phản ứng của lòng ta trước sự vật bên ngoài. Nó lôi cuốn chúng ta. Các sự vật này khi thì tạo vui, lúc thì gây khổ. Hơn nữa, cùng một sự vật mà có thể tạo vui hay gây khổ tùy lúc. Bởi thế, ta phải nhận thức rằng hạnh phúc không có ở sự vật bên ngoài. Nếu nó là sự vật bên ngoài, chúng ta phải càng có hạnh phúc khi càng có nhiều sự vật mới đúng chứ. Sự thật, người giàu có lắm vật chất chưa chắc đã hạnh phúc hơn người nghèo. Nói cách khác, kẻ nghèo ít của cải chưa chắc thiếu hạnh phúc hơn người giàu. Tóm lại, chúng ta thấy rõ ràng rằng mình theo đuổi hạnh phúc, nhưng không biết thế nào là hạnh phúc và cũng chẳng biết phải dùng cách nào để đạt được hạnh phúc. Thường thì chúng ta theo đuổi hạnh phúc phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài, chẳng hạn như là khi tôi có cái này thì tôi mới có thể hạnh phúc được, khi tôi có một công việc ưng ý, khi có một căn nhà,
một người vợ đẹp, con ngoan thì chúng ta mới có thể hạnh phúc được. Vậy khi mà chúng ta đặt niềm hạnh phúc của mình vào bên ngoài thì khi những điều đó mất đi cũng đồng nghĩa là chúng ta cho phép những thứ đó lấy đi niềm hạnh phúc của mình, đúng không? Những người tìm hiểu một cách chân thành sớm muộn gì cũng thấy rằng hạnh phúc nằm ở ngay nội tâm ta. Cái khoái cảm đó không có tính chất tư hữu mà chỉ là một tia nhỏ của hạnh phúc chân thật thuộc bản tính tự nhiên của con người, bị che lấp bởi vô minh. Một con chó gặm xương bị trầy miệng, chảy máu. Nó lại tưởng rằng máu phát xuất từ khúc xương. Chúng ta cũng thế, cứ tưởng sẽ được hạnh phúc khi chạy theo những vật ngoại giới. Có lẽ các ông khó chấp nhận quan niệm này, nhưng ít ra cũng tin rằng những nỗi vui hay buồn tùy ở chúng ta nhiều hơn là do sự vật bên ngoài. Dù sao, sự chấp nhận này cũng chưa đủ đem lại cho ta hạnh phúc, vì có hai nỗi đe dọa: sự ham muốn và sợ hãi. Chúng ta càng ham muốn thì càng sợ hãi, và càng sợ hãi lại càng đau khổ. Thay vì diệt trừ những đe dọa này, chúng ta lại quỵ lụy chúng. Khi ham muốn lên tiếng, hãy đạt được vật đó đi, rồi sẽ sung sướng, thì chúng ta tin tưởng và tìm mọi cách đạt cho kỳ được vật đó. Nhưng lòng tham thì vô đáy, nhu cầu của chúng ta là vô đáy. Đến khi nào chúng ta mới thôi chạy theo những điều mà chúng ta nghĩ sẽ đem đến hạnh phúc cho tương lai của chúng ta, đúng không? Nếu chúng ta không đạt được thì chúng ta đau khổ, mà nếu đạt được thì ham muốn lại thúc giục ta tìm đến một vật khác nữa. Thế mà chúng ta vẫn không thấy mình bị lừa gạt chút nào. Quả là ham muốn như lửa đỏ, càng cháy dữ khi càng đổ thêm dầu. Bao giờ chúng ta còn là nô lệ của dục vọng? Chúng ta không sao đạt được hạnh phúc. Nếu đạt được lại sợ mất đi, càng có nhiều càng lo sợ nhiều. Có đúng thế không? Tóm lại, muốn có hạnh phúc thật sự phải vượt lên khỏi sợ hãi và ham muốn. Đức Mahayasa im lặng như đắm chìm vào một quá khứ, rồi tiếp tục. Đến đây, chúng ta cần được một vị thầy hướng dẫn thêm. Người này phải hiểu rõ hạnh phúc ở đâu, phải theo đường lối nào. Trong cuộc sống của chúng ta, có một cái hỗ trợ chúng ta mà chúng ta cần phải có, đó là ta bảo, đó là thầy tốt, sách hay và bạn tốt. Thì nếu như chúng ta tìm được một người thầy để dẫn dắt, thì những điều này chúng ta sẽ, một vị thầy chân chính nhé, chứ không phải là một vị thầy mà dạy một cái kỹ năng thông thường như là dạy làm giàu hay là kiểu như vậy. Thì một vị thầy chân chính sẽ hướng dẫn cho chúng ta những con đường đi đúng đắn. Người này phải thắng được các đe dọa như sợ hãi, ham muốn, và thật sự đã đạt được niềm hạnh phúc vô biên. Như vậy mới có đủ kinh nghiệm dịu dắt chúng ta. Như con bệnh phải đi tìm danh y, thì kẻ cầu đạo cần một vị thầy. Ramakrishna chính là vị thầy mà tôi gặp. Kinh sách xưa xác nhận sự minh triết có thể giúp con người thoát khỏi khổ đau, nhưng ta không thể tìm nó bằng lý luận hay trong sách vở. Trong quá khứ đã có những bậc đạo sư như Đức Phật, Đấng Christ đã tìm được hạnh phúc và hướng dẫn những kẻ khác. Sau khi các ngài tịch diệt, môn đệ có trình bày giáo lý của các ngài trong kinh sách. Nhưng dù sao đi nữa, kinh sách cũng có những khiếm khuyết, ngôn ngữ làm sao diễn tả hết được, làm sao bằng lời những vị đạo sư hãy còn sống bên cạnh chúng ta. Ramakrishna đã dạy rằng nguyên nhân các đau khổ đều ở trong ta, chứ không phải bên ngoài. Có người hỏi thế giới chúng ta đang sống có điều gì xấu xa không? Thì Ngài đã trả lời rằng nó rất tốt đẹp, có xấu xa chăng là lòng người.
vì con người đã hiểu sai nó. Công việc của chúng ta hiện nay là phải đi ngược dòng, tìm ra sự sai lầm nguyên thủy để diệt trừ nó, thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Phát giác và trừ duyệt cái sai lầm căn bản là phương thuốc chánh. Tất cả phương diện khác đều chỉ là tạm bợ. Nhiều lắm là giúp chúng ta tìm ra phương thuốc nói trên. Đó là giá trị của các tôn giáo, các nghi lễ. Tiếc thầy tôn giáo hay gây sự chia rẽ, đôi khi còn làm cho tâm trí suy kém, cản trở bước tiến của tín đồ. Có người đã hỏi tại sao con người luôn luôn đau khổ, sợ hãi, thì Ngài trả lời rằng sự kiện đó là do lầm lạc phát sinh từ sự thiếu hiểu biết chính mình. Có nhiều người họ biết mình rất rõ ràng, hoặc lại cho rằng điều này không cần thiết, vì trong đời sống hàng ngày đầy rẫy những phức tạp. Điều ta cần khai thác là làm gì cho có lợi, kiếm được thật nhiều tiền. Để khai thác, con người gán cho kiến thức một giá trị quá mức, như bắt mọi người phải đến trường. Từ xưa đến nay, nhân loại thu thập biết bao kiến thức, nào là sử ký, địa dư, thiên văn, vật lý, triết học và siêu hình học nữa. Nếu những kiến thức này là sự hiểu biết đúng đắn, thì nó phải đem lại hạnh phúc cho nhân loại chứ. Sự thật lại khác hẳn. Chúng ta học cách chế ngự quyền lực thiên nhiên, đi ngược luật tạo hóa, khiến cho xã hội càng ngày càng đau khổ. Bất mãn thêm, sự chế ngự này, con đẻ của khoa học, chỉ đem lại lợi ích cho một thiểu số thôi. Do đó, lắm kẻ giàu sang sung sướng, nhưng vẫn không sao hạnh phúc được trước khổ đau của đa số. Tóm lại, khoa học đã tạo cho con người nhiều khó khăn hơn là giải quyết các điều kiện căn bản của cuộc sống. Đức Mahasaya nhìn mọi người trong phái đoàn, rồi tiếp tục. Đã có một giáo sư đại học hỏi Ramakrishna về bức tường vô minh mà khoa học không sao vượt qua được. Họ biết các vật vi tế như nguyên tử, điện tử, nhưng đó cũng chỉ qua sự ước đoán mà thôi. Không phải biết một cách trực tiếp, họ cũng biết các vật vĩ đại như cái dãy thiên hà, nhưng cũng chỉ ngưng ở đây thôi. Sự hiểu biết của con người của chúng ta chỉ giới hạn thôi. Ngài đã trả lời rằng ngoại cảnh chỉ đưa con người tới chỗ vô minh mà thôi. Theo Ngài, nếu nhân loại cố tìm tòi những gì khác hơn là bản chất con người, thì những kiến thức ấy không phải sự hiểu biết thực sự. Lời nói này có vẻ làm giảm giá trị của khoa học, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ta thấy Ngài rất có lý. Sự hiểu biết về khoa học hiện nay còn nhiều điểm đáng nghi. Các nhà khoa học vẫn còn bất đồng ý kiến về một chuyện gì thì quần chúng đã lên tiếng ủng hộ. Do đó, những người bất đồng ý kiến cũng phải im, dù có thể họ rất có lý và số đông đã sai. Trong phạm vi khoa học cũng như triết học và tôn giáo, ý kiến thường sai biệt ít nhiều, tùy tâm trí nhà bác học. Sự tìm hiểu chân lý bắt buộc một học giả phải có những đức tính cao quý, vì tâm trí học giả có một ảnh hưởng to lớn trong sự tìm hiểu. Và sự hiểu biết chỉ có thể xem như một chánh kiến khi người tìm kiếm có đủ tư cách. Chánh kiến là cái thấy đúng trước mọi sự vật hiện tượng, thấy mọi sự vật hiện tượng như chính nó là. Vì thế, khoa học đã vấp nhiều lỗi lầm khó sửa. Sự thất bại của khoa học phát sinh từ một lầm lỗi nguyên thủy là các nhà bác học tưởng mình đã biết, không cần sự tự biết mình. Trong cả hai trường hợp, họ bắt đầu cuộc đi tìm với những thành kiến sai lầm về bản chất của họ. Do đó, những điều họ tìm ra, dù có giá trị, vẫn bắt đầu từ những sai lầm căn bản. Hậu quả là khoa học ngày nay đã đưa nhân loại đến những hố thẳm thay vì chân trời sáng lạn. Một hôm, có tín đồ đến hỏi Ramakrishna về các thần tượng
mà họ không thích. Họ muốn Ngài chấp nhận ý kiến của họ là không nên, là không nên thờ Thượng Đế dưới hình thức thần tượng. Có cảm giác là mọi người ngủ hết rồi đúng không? Mở lên rồi nghe ngân ru ngủ. Còn ai đang nghe và theo dõi câu chuyện không ạ? Cảm thấy là vẫn còn hơn 100 bạn đang theo dõi, nhưng mà không biết là đang mở rồi ngủ hay là có theo dõi câu chuyện không. Mọi người ơi, sắp hết rồi. Một người hỏi Ngài: Thượng Đế có sắc tướng không? Ngài đáp: Ai nói rằng Thượng Đế có sắc tướng? Nếu Thượng Đế không có sắc tướng thì tại sao lại thờ Ngài trong các hình tượng làm gì? Chúng ta hãy để Thượng Đế sang một bên và xin anh cho tôi biết anh có sắc tướng không? Dĩ nhiên là có chứ, hãy nhìn thân thể này. Nhưng anh có phải là cái xác thân đen xám, râu tóc xòm xòm này hay không? Dĩ nhiên tôi là xác thân này chứ còn gì nữa. Trong lúc ngủ say, không mơ mộng, anh có phải là nó không? Có chứ, vì khi thức dậy, tôi thấy tôi đâu thay đổi gì. Và rồi khi anh chết, thì tôi cũng còn là nó. Vậy thì tại sao khi người ta hỏa thiêu nó không nói là nó không chịu đi và muốn ở lại nhà? Khi người này ý thức rằng mình đã sai và đáp rằng: Tôi không phải là thể xác này, mà là sự sống trong nó. Anh hãy suy gẫm kỹ về điều này. Hồi nãy anh nói rằng anh là thể xác này, bây giờ anh lại nói là không phải. Cho mình là xác thân này là một lỗi lầm nguyên thủy. Bao giờ sự sai lầm này còn, dù anh nói Thượng Đế có sắc tướng hay không, cũng không ăn thua gì. Khi sự sai lầm này được đánh tan, thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Tóm lại, theo Ramakrishna, thì nguyên nhân của sợ hãi, dục vọng, ham muốn là do sai lầm đầu tiên, tự cho mình là xác thân này. Vì sợ hãi hay ham muốn đều bắt đầu từ thể xác này. Dĩ nhiên, rất nhiều người cũng đồng ý như thế và tin rằng con người không phải là thể xác mà là một sự sống trường cửu. Sách vở cũng nói như thế rất nhiều, nhưng trong đời sống thực tế họ có làm gì khác đâu. Nhưng lúc đầu họ nghĩ rằng nhờ kiến thức thu thập, hiểu biết cái chân lý cao siêu, họ sẽ khác người thường. Nhưng tại sao họ vẫn hành động y như họ là thể xác này vậy? Nếu xác thân họ nhỏ bé, họ cho rằng mình bé nhỏ. Nếu xác thân họ to lớn, đẹp đẽ, họ cho rằng mình lớn đẹp. Nếu xác thân họ ốm đau, họ cho rằng mình bệnh hoạn. Nếu tư tưởng họ phong phú, họ cho rằng mình thông minh. Tóm lại, sự sợ hãi và dục vọng vẫn y như xưa, có thể lại còn gia tăng hơn, vì họ hãnh diện về sự hiểu biết của mình hơn xưa. Nói một cách khác, sở dĩ họ làm thế vì chưa chứng nghiệm được con người thật của mình, sự sai lầm nguyên thủy vẫn còn tác động mạnh mẽ nơi họ. Kiến thức của họ chưa tạo được một sự biến chuyển thực sự. Thôi, giới thiệu quyển sách như vậy thôi nhé. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể tìm đọc quyển sách Hành Trình Về Phương Đông. Mà Ngân nghĩ là thể loại sách như thế này thì chắc chắn là sẽ có sách ebook ở trên mạng, cũng như là đã có sách nói rồi á, để lan tỏa nhiều hơn đến mọi người. Bởi vì quyển sách rất là hay, nhưng mà nó chỉ phù hợp với một số đối tượng các bạn nhất định mà thôi. Không phải ai cũng thích quyển này. Nếu như mà các bạn mà không tin có cái thế giới vô hình, cũng như là chúng ta chỉ tin khoa học thôi, hoặc là chúng ta không thích tìm hiểu những cái điều huyền bí, cao siêu, những cái nó quá triết lý, thì chúng ta sẽ không thích. Nhưng mà bây giờ nhu cầu thì sẽ nhiều người tìm đến thế giới tâm linh mà. Rồi bây giờ cũng trễ rồi,
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi cho đến giờ phút này, rất là trễ rồi. Cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn một buổi tối ngon giấc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.